kiện đi. Mình không, không phải. Đây là món gì đây? Đây là món gì? Để xem anh đi. Nắng rồi đấy. Ok. Món đấy chắc không gan được mặn, không ăn hết. Anh lấy cái gì ạ? Mật ong mới... Mật ong mới... Ai lấy cái mật ong lại còn không vun lên. Mật ong với nước màu. Ngon lành anh ăn. Cho nướng một 10 phút nữa là chín. Chưa xin phép ai ăn rồi. Quay quay. Cả nước biết. Ở đây không làm, cả là sáng làm. Ở trong Việt Nam thì mật ong là quanh năm. Trồng. Cá mới được một mặt. Cứ ăn ăn dần lên. Ăn sau không thì tối ăn. Cá nướng. Cái Vinh là món gì con gia vị gì thì người ta mới biết để tôi xem quay cho không thiếu. Cây ớt thì nhéo thì chắc phải nhéo thì là phải tối mới tưới thì giờ mà tưới nắng thì chết tôi. Đây tôi đang lấy mật ong. Không thì tôi đang thử lấy mật ong chẳng hạn. Tôi đang phớt mật ong đi. Anh quay vào đĩa đấy để phim thuyết minh. Video không tiếp, không thuyết minh thì đây cho cơm gỗ họ đá chứ. Không có đấy rồi. Còn bánh sứ của con là tối hôm qua ăn gần lắm món quá không ăn. Mà sứa nhỉ? Sứa này mắm tôm tối, sứa. Chế mắm tôm. Mắm tôm mua rồi. Nem thì cũng còn được nhưng là ếch mà lại không cho cái món gì vào toàn ấy không thì nó tanh nghéo. Không rán ếch lên không làm gì mà. Không, người ta kho nấu một phát luôn thế mới đặc hàng. Nem thì nó còn có cái mùi mặn, nó còn nó có gia vị đồ. Quá khế. Quá mắm tôm mà. Thế đúng. Quá khế. Quá đầy đủ, có gì có cả quả cơm cái gì. Thế này chuối xanh, ớt. Chuối đây. Xanh. Ớt đầy đủ. Lá lốt. À, bóp hết gia vị vậy. Bóp hết nào của nó là mắm tôm là ba bột nêm thì tính cho vào bóp gia vị đầy đủ cho dầu ta chiên qua. Thưa ông nữa thì
nhân lên đã rồi bắt đầu đi. Hoặc là rán chẩm bờ thì người ta phải rán qua là nó mới cho vào nhân chẩm bờ. Tóm lại món gì không biết thì tra qua công thức đi. Mỗi phiên like của Kim là đã được cả tỷ rồi. Kim đứng like TikTok phát độc cái mặt hài quá, người ta cười, người ta đã vào bonus cho. Ồ đúng, cái này phải chấm mấy cái nước cơ mà, nước chấm cái gì đó? Cái nước chấm bánh cuốn của mặn. Cậu. Cái này mặn rồi. Chưa mặn, cá mà nó nhạt. Nãy tự ướp gia vị rồi mà. Chấm bánh cuốn thì em thay. Tưởng cậu còn tặng cả nước chấm bánh cuốn. Dạ. Chấm đang xem tin idol mà có tin. Ô vừa rồi. Văn cực. Tự tao đi. Vừa rồi. Điện thoại đéo tự bảo vệ nó tự sập pin. Không phải đâu, không phải, nó vừa rồi. Pin nó quá kém nó tự sập lên. 20 giờ xem, ngày trước là quay ăn ở công ty đây, con này là gà bánh kẹo ăn chẳng cả bánh kẹo nữa này. Bánh mì. Rồi các bạn ăn nhá, mình ăn trước đây. Ôi xương. Anh quay một cái video anh khi mặt chắc lên đấy nhiều view ấy. Anh cứ đến lại ăn nít quá thì hình quá. Qua đêm mợ mới ở trong vườn cả. Mợ ơi đừng nghĩ gì. Đừng nghĩ nhưng mà còn hôm qua đi đầu về xong ra vườn. Cái áp về cho mặt ta trắng lên, mặt kéo kéo cái mặt lên đấy.